Rồi, bây giờ chúng ta qua một cái ví dụ số 9. Thì các em quan sát cái ví dụ số 9 cũng tương tự như ví dụ số 8 không các em? Ở đây người ta cũng cho là Z A cộng BI. AB là hai số thật và hệ thức thỏa mãn. Biểu thức P là tổng của hai cái module. Và khi P đạt giá trị nhỏ nhất, tính A cộng 2B. Thì A đây cũng chính là phần thực của số phức Z, B cũng chính là phần ảo của số phức Z. Và các em có thấy cái điều gì nó giống như ở cái ví dụ số 8 không nè? Cơ bản là nó chỉ khác nhau có mỗi cái chỗ biểu thức P thôi. Đề người ta cũng cho cái biểu thức điều kiện số 1 cũng giống, và yêu cầu tính toán cũng giống luôn. Chỉ có cái là cái biểu thức P này nó thay đổi chút xíu. Bây giờ các em ngừng video, tự làm để coi nó có cái gì khác biệt nha. Như vậy thì cũng giống như ở cái ví dụ số 8, cái biểu thức điều kiện 1 thì cho ta điểm M biểu diễn trên phức Z thuộc cái đường thẳng delta. Biểu thức P cũng chính là MA cộng MB, với A tọa độ 2, 3, B tọa độ là trừ 1, 0. Vậy tiếp theo ta làm gì nữa các em? Chúng ta kiểm tra xem coi A và B này nằm cùng phía hay khác phía đối với đường thẳng delta. Cũng tương tự như ở ví dụ số 8, chúng ta thế tọa độ điểm A vào đường thẳng delta. XA trừ IA trừ 1 cho nè, đây là trừ 2 âm. Thế tọa độ điểm B vào đường thẳng delta, XB trừ IB trừ 1 cũng ra là trừ 2 âm luôn. Okay. Tức là hai cái biểu thức này là cùng dấu tích, nó sẽ là số dương. Ta có A và B nằm cùng phía đối với đường thẳng delta. Vậy thì ta có A và B nằm cùng phía đối với đường thẳng delta. Thầy có A, thầy có B. AB nằm cùng phía đối với đường thẳng delta. M là một điểm nằm trên delta. Yêu cầu MA cộng MB. MA cộng MB nhỏ nhất. Yêu cầu MA cộng MB nhỏ nhất. Vậy thì lúc này rõ ràng MA cộng MB lúc nào cũng luôn lớn hơn AB rồi, không thể nào đạt được chỗ bằng. Bởi vì M không thể nào là nằm giữa AB được, ha các em. Vậy thì tới đây chúng ta phải làm sao? Chúng ta từ hai cái điểm cùng phía đối với delta, thầy gọi điểm A phẩy đối xứng với A qua delta, đối xứng các em, đối xứng thì nó vuông góc và nó cắt tại trung điểm.
Khi thầy vẽ A phẩy đối xứng với A qua delta, vậy thì MA và MA phẩy là bằng nhau. Cho nên ta có MA cộng MB chính bằng MA phẩy cộng MB. À, MA phẩy cộng MB thì lúc này A phẩy và B là nằm khác phía đối với đường thẳng delta. Nó đưa về chúng ta ở ví dụ trước. A phẩy và B nằm khác phía đối với đường thẳng delta. M chạy trên đường thẳng delta. Vậy thì MA phẩy cộng MB ngắn nhất, à, chúng ta có kết quả ở bài trước, nó chính là A phẩy B. Và nó đạt được khi M chính là giao điểm của A phẩy B với đường thẳng delta. À, vậy thì lúc này ta có MA phẩy cộng MB mà ngắn nhất chính là A phẩy B, chính là A phẩy B. Và nó đạt được khi M là giao điểm của A phẩy B với đường thẳng delta. Rồi bây giờ như vậy thì bây giờ chúng ta phải đi viết phương trình đường thẳng A phẩy B. À, viết phương trình đường thẳng A phẩy B hả các em? Vậy muốn vậy thì phải đi tìm được cái điểm A phẩy. Được chưa? Mà A phẩy là cái điểm như thế nào? Nó là cái điểm đối xứng của A qua đường thẳng delta. À, và bây giờ thầy hướng dẫn các em tìm cái điểm A phẩy đối xứng với A qua delta. Vậy thì trước hết chúng ta phải viết được phương trình đường thẳng AA phẩy. Phương trình đường thẳng AA phẩy. Đường thẳng AA phẩy đi qua A vuông góc delta. Thì cái này hôm trước chúng ta cũng có viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước. Tới đây chúng ta có kết quả. Các em viết rồi so lại kết quả với thầy nha. AA phẩy có phương trình là x cộng y trừ 5 bằng 0. Chúng ta qua bước tiếp theo. Thì cái đường thẳng AA phẩy này nó cắt delta tại cái điểm H. À, H. Như vậy thì đi tìm H là giao điểm của AA phẩy giao với delta. Thì để tìm giao điểm của hai đường thẳng thì chúng ta giải hệ. Cái thao tác này cũng quen thuộc rồi. Thì có kết quả H tọa độ 3, 2. Các em kiểm tra lại cho thầy nha. Bước thứ 3. Lúc này chúng ta đi xác định tọa độ điểm A phẩy. Chúng ta có H là trung điểm của A phẩy. H là trung điểm của A phẩy. Thì từ đó ta tìm được công thức luôn. Chúng ta nhớ luôn công thức đi. X A phẩy là 2XH trừ XA. Và Y A phẩy bằng 2 lần YH trừ YA. Thế số vào thì ta ra được cái tọa độ điểm H, tọa độ điểm A phẩy là 4, 1. Vậy chúng ta có được điểm A phẩy là 4, 1. Điểm B là trừ 1, 0. Vậy thì tới đây tiếp theo thì chúng ta chỉ có việc là làm viết phương trình đường thẳng A phẩy B. Đường thẳng A phẩy B là đi qua hai điểm A phẩy với B. Giờ các em viết phương trình và sau đó dò đáp số. Phương trình đường thẳng A phẩy B thì viết được nó là x trừ 5y cộng 1 bằng 0. Sau khi viết xong rồi thì chúng ta đi tìm điểm M. M là giao điểm của A phẩy B giao với delta. Thì để tìm giao điểm của hai đường thẳng chúng ta cũng thế vào cái hệ bấm máy tính. Chúng ta ra được nghiệm là 3/2 và 1/2.
Mà tọa độ điểm M là AB. Các em ha, tọa độ điểm M là AB. Vậy thì 3 phần 2 chính là A, còn Y chính là 1 phần 2 là B. Vậy từ đó ta tính được A cộng 2B. Ok, vậy thì tới đây thầy có kết quả A cộng 2B cũng bằng 5 phần 2. Đây, các em nghiên cứu lại cái bài giải này nhé.